Rái cá là loại động vật đáng yêu trời sinh, bọn chúng thích xoa mặt còn dùng tay che mắt mình để lấy độ ấm. Chỉ cần bạn giơ tay trước mặt nó, cho dù có gì, nó cũng sẽ đưa cho bạn từng cái một. Trong thời kỳ dịch bệnh, bọn nó có thể chủ động phối hợp với nhân viên, đo thân nhiệt. Sau khi đo thân nhiệt xong, còn lo lắng ôm mặt, đợi kết quả. Điều này khiến rái cá hình như có năng lực chữa lành thần kỳ, chỉ cần nhìn nó, người ta sẽ cảm thấy tốt lên. Bọn chúng thích dùng biển lớn làm giường, dùng sóng làm gối, dùng tảo làm chăn, để phòng trường hợp vừa tỉnh, đã bị lạc trôi đến phương trời nào. Để ngăn chuyện lúng túng xảy ra, mỗi lần trước khi đi ngủ, nó đều dùng hải tảo quấn quanh người mình, sau đó mới an tâm chìm vào giấc ngủ. Hoặc là, mấy chú rái cá có quan hệ tốt với nhau, sẽ kéo tay nhau cùng ngủ, như vậy cho dù có bị trôi đi xa, thì cũng có bạn có bè. Rái cá là một trong những loài động vật ít ỏi biết dùng công cụ. Vô cùng thông minh, là một chú rái cá có kinh nghiệm kiếm ăn lâu năm, bọn chúng sau khi bắt vỏ ngao, hoặc là bắt tôm hùm, sẽ dùng đá, đặt trên vỏ, sau đó dùng tay đập vỡ thức ăn, đập thẳng vào cục đá đó, có lúc đá rơi ra ngoài, bọn chúng chỉ đành đi nhặt về. Trên bờ có mấy con thuyền đang đậu, đây chính là phương án B của chúng. Chúng sẽ vừa cẩn thận đập vừa xem mình có bị phát hiện không, một khi bị phát hiện, bọn chúng sẽ dùng chiêu đáng yêu để qua ải. Rái cá là dạ dày vương trong thế giới động vật, mỗi ngày bọn chúng đều phải ăn một lượng thức ăn bằng 1/4 cân nặng của chúng. Có lúc vì tìm kiếm món cầu gai yêu thích của chúng, chúng có thể lặn đến độ sâu 50m, đồ ăn ăn không hết có thể cất vào trong túi để trữ, đợi đến khi đói rồi lại lấy ra ăn tiếp, không hề lãng phí. Rái cá thường sống ở những vùng khí hậu lạnh ở Bắc Thái Bình Dương, nhưng hàm lượng chất béo của chúng rất ít, chỉ chiếm khoảng 1,8%, vậy nên đừng thấy bọn chúng béo, thực ra bọn chúng chỉ hơi mũm mĩm thôi. Nay mà lông rái cá rất dày đặc, bọn chúng dựa vào bộ lông trên người để giữ ấm và không bị thấm nước. Có điều mấy chú rái cá con vừa được sinh ra, vì trên người không có bộ lông rậm rạp nên chỉ có thể được mẹ ôm trên bụng trôi nổi. Rái cá mẹ có lúc sẽ thổi khí nóng để sấy lông cho con, khiến rái cá con ấm hơn. Một khi lông rái cá con mọc ra, bọn chúng sẽ trở thành kẻ mặt bệnh sạch sẽ siêu nặng. Mỗi ngày bọn chúng dùng 1/10 thời gian trong ngày để chải lông. Một khi lông bị rối hoặc là bị dính bẩn, nó sẽ dùng nước để duỗi thẳng lại nếu nước lọt vào da chúng. Điều này khiến cho bọn chúng rất có thể vì nhiệt lượng cơ thể bị mất đi mà chết cóng. Vậy nên lông là một việc rất quan trọng với chúng. Bộ lông có thể giữ ấm này có ngày trở thành vật đoạt mạng của rái cá. Vào thế kỷ 18 đến 19, có người phát hiện ra dùng lông rái cá có thể làm được quần áo mà lại có hiệu quả chống rét. Việc này vừa trở nên thịnh hành, những bộ lông này trên thị trường Bắc Âu đạt được lợi nhuận lớn, sau đó con người cũng điên cuồng săn bắt rái cá, số lượng rái cá trên toàn cầu từ cả 100.000 con lập tức giảm xuống chỉ còn vài nghìn con. Cho đến khi việc kinh doanh lông rái cá hoàn toàn bị cấm thì số lượng rái cá mới dần phục hồi. Liên minh bảo hộ tự nhiên của thế giới hiện nay vẫn coi rái cá là loài có nguy cơ bị tuyệt chủng. Điều này là do rò rỉ dầu, ô nhiễm môi trường, ký sinh trùng, rái cá hoang vẫn đang trên bờ bị tuyệt chủng. Điều này dẫn đến việc bọn nó rất sợ con người, rái cá biến mất con người cũng có trách nhiệm. Hy vọng mọi người có thể cùng hô to khẩu hiệu bảo vệ tự nhiên, bảo vệ loài động vật đáng yêu này. Dạo gần đây trên mạng có chú rái cá rất đáng yêu. Nó khiến vô số cư dân mạng phải thảng thốt. Khi bạn duỗi tay về phía trước, bạn có thể lấy được nhiều món đồ chơi. Nó sẽ chọn khối băng mình thích nhất, còn có ngao cho nó để được ăn cá khô mà nó yêu thích. Rái cá còn có rất nhiều trò. Đầu tiên là biểu diễn quay vòng, sau đó cố gắng đấm lưng cho ông chú nuôi dưỡng. Ai biết được ông chú này xấu tính quá, chẳng cho nó con cá khô nào. Nhân viên chăm sóc đo nhiệt độ cho nó, chết rồi, bị phát hiện lén ăn kẹo rồi. Vậy nên có răng sâu, mau đi đánh răng đi. Đánh răng xong phải súc miệng, sau đó lễ phép đặt cốc về chỗ cũ. Cậu bé lông lá này, đừng thấy nó ngu ngơ, thực ra nó thông minh lắm. Nó có thể lấy đồ vật bạn cho nó, để vào trong túi của mình, đợi đến khi không có ai sẽ lấy ra chơi. Làm nũng là thiên tính của nó cũng dễ ngượng ngùng, thỉnh thoảng sẽ đỏ mặt. Để giữ hình tượng của mình, mỗi ngày nó đều phải trang điểm, biến thành trở thành một con rái cá xinh đẹp. Mỗi ngày đều cầu xin người khác chơi với nó. Cái hình chóp màu vàng này không chỉ có thể giấu đồ ăn, mà còn có thể trốn mèo. Hơn nữa còn có thể dùng làm bệ phóng tên lửa để nhắm bắn. Rất nhiều cư dân mạng đều thích sự đáng yêu của nó, đồng thời bảo rằng muốn trộm nó về nhà. Vậy chú rái cá đáng yêu này rốt cuộc đến từ đâu vậy? Hôm nay tôi sẽ đưa mọi người vào trong khu vui chơi của rái cá. Trong video, một chú rái cá siêu đáng yêu là minh tinh trong thủy cung Toba. Mọi người đều khen nó là loài động vật đáng yêu nhất trên thế giới. Biết nhiều loài động vật chết vì hỏa hoạn, nó ngoan ngoãn học cách dập lửa, cố gắng làm một nhân viên cứu hỏa bé nhỏ. Nghe thấy có thể dùng băng để đổi lấy cát, nó kích động lấy vật giấu được trong túi ra, đưa từng vật một vào tay bạn. Khi biết bạn lừa nó, chẳng hề có cá khô đâu, chú rái cá này sụp đổ. Nó cắn vào tay bạn, dường như đang nói, lừa cả người đáng yêu như này à? Chẳng nhẽ bạn không có lương tâm sao? Chú rái cá này thực ra là một bà mẹ lương thiện, bởi vì lông rái cá con còn chưa mọc, không thể chống thấm nước, nên mỗi ngày nó đều ôm con vào trong bụng nó để ngủ.
không chỉ có thể bảo vệ con không bị nước lọt vào, mà lông có thể truyền hơi ấm từ bộ lông cho con. Có điều con nó cũng giống nó, từ nhỏ đã thích chơi đồ chơi, chỉ cần đưa đồ chơi cho nó, nhất định sẽ không đòi lại được, nó sẽ ôm chặt đồ chơi vào trong lòng. Chú rái cá con này được đặt tên là Alice, hiện nay có 300.000 fan, bạn có thích con vật đáng yêu này không?